Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3 chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn toán. Bài ôn tập hôm nay các con thực hiện 4 bài tập. Bài 1 các con thực hiện phần đặt tính đổi tính và củng cố lại các phép tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Bài tập 2, các con ôn tập củng cố về tính giá trị của biểu thức. Bài tập 3, các con ôn tập củng cố về dạng toán tìm thành phần chưa biết. Và bài 4, các con ôn tập và củng cố giải toán có lời văn. Các con hãy ghi chép 4 bài tập vào trong sổ trắng, sau đó thì suy nghĩ và chúng ta tự làm bài nhé. Thời gian làm bài của các con là khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau khi các con làm bài xong để kiểm tra kết quả của mình, các con tiếp tục xem phần hướng dẫn và đáp án của cô ở phần video ở phía sau nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con thực hiện bài tập số 1. Bài 1 yêu cầu đặt tính đổi tính. Các con thực hiện hai bước. Bước 1 là các con đặt tính theo cột dọc. Bước 2 là ta sẽ tính kết quả. Thực hiện phép tính đầu tiên 639 chia 6. Đặt tính theo cột dọc. Đây là phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Bắt đầu chia từ hàng trăm. 600 chia 6. 6 chia 6 bằng 1. Viết 1. 1 x 6 bằng 6. Ta nhẩm trừ 6 trừ 6 bằng 0. Viết số 0 thẳng, số bị chia 6. Hạ số thứ hai hàng chục là hạ 3. 3 chia 6. Ở đây số bị chia nhỏ hơn số chia thì thương bằng 0. 3 chia 6 bằng 0. Viết 0. Nhân nhẩm lên 0 x 6 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Như vậy lần chia thứ 2, 3 chia 6 bằng 0, dư 3. Số bị chia nhỏ hơn số chia, thương bằng 0. Và số dư bằng số bị chia. Hạ 9, được 39. 39 chia 6, được 6. Viết 6. Nhân nhẩm 6 x 6 bằng 36. Thực hiện trừ, lấy 39 trừ 36 còn 3. Như vậy lần chia thứ 3, chúng ta sẽ được kết quả là 39 chia 6 bằng 6 dư 3. Ta hoàn thành xong phép chia thứ nhất, 639 chia 6 bằng 106 và dư 3. Tiếp tục thực hiện phép chia thứ hai. 724 chia cho 4. Đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Lấy 7 chia cho 4. 7 chia cho 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 còn 3. Viết 3 thẳng số 7. Hạ 2 xuống được 32. 32 chia 4 được 8. Viết thương là 8. 8 x 4 32, 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 4 xuống là số cuối cùng, thực hiện chia 4 bằng 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Phép chia thứ hai, 724 chia 4 bằng 181. Đây là phép chia hết. Ta thực hiện phép chia thứ ba. 515 chia cho 5. Ta đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng trăm. 5 chia 5 bằng 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0 thẳng. Số bị chia 5. Hạ 1. 1 chia cho 5. Số bị chia nhỏ hơn số chia. Kết quả bằng 0. Số dư bằng 1. Bằng chính số bị chia. Ta nhân nhẩm lên 0 x 5 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 5. Ta được 15. 15 chia cho 5 được 3. Viết 3. 3 x 5 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. Phép chia thứ 3, 515 được 103, dư 0. Đây là phép chia hết. Tiếp tục phép chia cuối cùng.
407 chia cho 8, đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Lấy 4 chia cho 8, 4 là số bị chia nhỏ hơn 8, cho nên chúng ta không thực hiện chia. Chúng ta lấy hai số là 40 chia cho 8. 40 chia cho 8 bằng 5, viết 5. 5 x 8 bằng 40, 40 trừ 40 bằng 0. Hạ 7. 7 chia cho 8. 7 là số bị chia nhỏ hơn 8 nên kết quả ở thương chúng ta sẽ được 0. 7 chia 8 bằng 0. Viết 0. 0 x 8 bằng 0, 7 trừ đi 0 bằng 7. Như vậy, với phép chia thì ở lần chia đầu tiên, nếu như số bị chia nhỏ hơn số chia thì chúng ta sẽ lấy hai số để chia. Còn những lần chia sau, số bị chia nhỏ hơn số chia thì kết quả ở thương bằng 0 và số dư sẽ bằng số bị chia. Các con lưu ý với những phép chia mà chúng ta vừa thực hiện. Vừa rồi các con vừa thực hiện xong bài tập số 1. Các con hãy so sánh kết quả của mình và chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo cô mời các con cùng cô thực hiện bài tập số 2. Bài 2: tính giá trị của biểu thức. Bài 2 chúng ta có 4 cái biểu thức A, B, C, D. Các con chúng ta sẽ dựa vào quy tắc tính giá trị của biểu thức để chúng ta thực hiện tính giá trị của biểu thức trong bài tập số 2. Các con ôn lại quy tắc tính giá trị của biểu thức. Chúng ta có 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức. Thứ nhất, biểu thức chỉ có phép tính cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ hai là biểu thức chỉ có phép tính nhân chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ ba, biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện phép tính nhân chia trước, thực hiện phép tính cộng trừ sau. Và thứ tư là biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, các phép tính ngoài ngoặc sau. Thì đó là 4 quy tắc tính giá trị biểu thức các con đã được học. Các con phải nhớ để chúng ta khi tính giá trị biểu thức ta vận dụng quy tắc để tính giá trị biểu thức. Sau đây mời các con cùng cô thực hiện từng ý một. Ý A, 19 nhân 5 cộng 2 bằng. Biểu thức này có phép nhân và phép cộng. Vậy thì biểu thức có phép tính nhân và cộng thì ta thực hiện phép tính nhân trước, phép tính cộng sau. Lấy 19 nhân 5 trước. Các con thực hiện 19 nhân 5 giang nháp để tìm kết quả. Chúng ta sẽ viết ở phía bên phải dấu bằng là 95. Sau đó chúng ta cộng với 2. 95 cộng với 2 bằng 97. Chúng ta sẽ viết kết quả ở dòng dưới dấu bằng thẳng dấu bằng. Cách trình bày của bài tính giá trị của biểu thức. Như vậy, 19 nhân 5 cộng 2, kết quả cuối cùng bằng 97. Tiếp theo, các con chúng ta cùng cô thực hiện ý B. 14 trừ 48 chia 6. Đây là biểu thức có phép tính trừ và phép tính chia. Ta thực hiện phép tính chia trước, phép tính trừ sau. 48 chia cho 6 thì được 8. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thực hiện viết số 14 trước. Ta sẽ viết ở phía bên phải là 14 trừ. Kết quả chúng ta đã tìm được 48 chia 6 bằng 8. Và 14 trừ đi 8, chúng ta được kết quả cuối cùng bằng 6. Tiếp theo, chúng ta thực hiện ý C. 528 chia 4 trừ 318 chia 3 bằng. Biểu thức này có phép tính chia, trừ và chia. Vậy trong biểu thức có các phép tính
cộng trừ nhân chia, ta làm phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy ý C chúng ta sẽ thực hiện là phép chia trước và phép trừ sau. Các con thực hiện 528 chia 4 trước, rồi 318 chia 3 trước. À, để tìm kết quả của hai phép chia đó, rồi chúng ta thực hiện phép trừ. Lấy 528 chia 4, chúng ta sẽ được là 132. Sau đó chúng ta thực hiện tiếp 318 chia 3, sẽ được là 116. Và 132 trừ 116, chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng là bằng 26. Như vậy, trong biểu thức có phép tính chia trừ thì chúng ta thực hiện phép chia trước và thực hiện phép trừ sau. Tiếp tục mời các con thực hiện ý D. Bảy mươi tám chia sáu cộng 96 chia 8 bằng. Trong biểu thức này thì cũng có phép tính chia, phép tính cộng và phép tính chia. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính chia trước và thực hiện phép tính cộng sau. Các con thực hiện phép chia 78 chia cho 6 trước, rồi 96 chia cho 8 trước. Lấy kết quả 78 chia cho 6 cộng với kết quả của 96 chia cho 8 là chúng ta được ra được giá trị của biểu thức. Đầu tiên chúng ta thực hiện 78 chia cho 6. 78 chia cho 6 bằng 13. Chúng ta sẽ viết 13. Kết quả 13 phía bên phải dấu bằng. Rồi cộng với lại kết quả của 96 chia cho 8. 96 chia cho 8 bằng 12. Cộng với 12. 13 cộng 12 chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng bằng 25. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Dựa vào cái quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học, các con chúng ta thực hiện bài tập số 2. Các con hãy so sánh kết quả của mình và chúc mừng các con chúng ta đã hoàn thành bài tập số 2. Mời các con chúng ta cùng cô tiếp tục thực hiện bài tập số 3. Bài 3 tìm x. Bài tập số 3 các con chúng ta sẽ thực hiện tìm thành phần chưa biết. Chúng ta có 4 ý, ý A, ý B, ý C và ý D. Các con thực hiện lần lượt từng ý một. Mời các con chúng ta cùng cô thực hiện ý A. X chia 3 bằng 105. Các con xác định thành phần chưa biết trong phần A, xem thành phần chưa biết X là gì trong phép chia. Ở đây X là số bị chia, 3 là số chia và 105 là thương. Tìm số bị chia, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Các con trình bày viết x ở phía bên trái dấu bằng thẳng dấu bằng. Ta lấy thương là 105 nhân với đại số chia nhân với 3. 105 nhân với 3, các con nháp để tìm kết quả nhé. X bằng kết quả cuối cùng chúng ta là 315. Ý B. B. X chia 4 bằng 172. Ta có số bị chia X chưa biết, có số chia 4 và có thương là 172. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Vậy X sẽ bằng 172 nhân với 4. Chúng ta sẽ trình bày như sau. X ta viết phía bên trái dấu bằng, viết thẳng dấu bằng. Số bị chia sẽ bằng là thương nhân với số chia. Vậy thì X sẽ bằng 172 nhân với 4. Chúng ta thực hiện 172 nhân với 4 ra kết quả X bằng, kết quả cuối cùng là 688. Tiếp theo mời các con chúng ta thực hiện ý C. 150 chia x bằng 45 chia 9. Ở đây chúng ta có số bị chia là 150, có số chia chưa biết là x,
và thương là 45 chia 9. Vậy thì ở trong ý C này chúng ta chưa biết thương là bao nhiêu, cho nên trước tiên để tìm được x thì chúng ta sẽ thực hiện tìm thương. Chúng ta thực hiện 45 chia cho 9 trước. Các con chúng ta sẽ viết phế bên trái 150 chia cho x bằng, ta thực hiện 45 chia cho 9 bằng 5. Lúc này chúng ta có số bị chia là 150, số chia là x và thương là 5. Tìm số chia x, ta lấy số bị chia chia cho thương. Vậy x bằng 150 chia cho 5. Chúng ta tiếp tục trình bày. X bằng 150 chia 5. 150 chia cho 5. Các con thực hiện là nháp để ra kết quả nhé. X kết quả cuối cùng sẽ bằng 30. X bằng 30. Tiếp tục mà các con chúng ta thực hiện ý D. 625 chia x bằng 35 chia cho 7. Chúng ta có số bị chia là 625, x là số chia chưa biết, 35 chia 7 là thương. Như vậy thì 35 chia cho 7 là một phép tính chia, chưa rõ là thương là bao nhiêu. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện tính 35 chia cho 7 trước để tìm thương của phép tính chia. Các con chúng ta sẽ viết vế bên trái 625 chia cho x bằng, thực hiện vế bên phải là 35 chia cho 7 bằng 5. Lúc này chúng ta đã có số bị chia là 625, x là số chia chưa biết và 5 là thương. Vậy tìm số chia chưa biết x, ta sẽ lấy số bị chia chia cho thương. X sẽ bằng 625 chia cho 5. 625 chia cho 5. Các con đặt tính để chúng ta thực hiện tìm kết quả nhé. X bằng kết quả cuối cùng là 125. Như vậy thì vừa rồi các con vừa cùng cô thực hiện là bài tập số 3. Các con kiểm tra lại cái bài của mình, kết quả của mình. Chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài tập số 3 và đã làm đúng bài tập số 3 nhé. Bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con hãy xem lại để sửa chữa lại cho đúng. Mời các con tiếp tục thực hiện bài tập số 4. Bài 4. Vườn nhà Hồng có 54 cây vải. Vườn nhà Huê có số cây vải kém vườn nhà Hồng 6 lần. Hỏi cả hai vườn có bao nhiêu cây vải. Đây là bài toán giải có lời văn. Các con đọc kỹ bài toán xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì. Bài toán cho biết vườn nhà Hồng có 54 cây vải. Vườn nhà Huê có số cây vải kém vườn nhà Hồng 6 lần. Vậy chi tiết bài toán cho biết các con cần lưu ý. Thứ nhất là vườn nhà Hồng đã có 54 cây vải. Đây là chi tiết quan trọng các con cần phải lưu ý. Tiếp theo là vườn nhà Huê có số cây vải kém vườn nhà Hồng 6 lần. Đây là chi tiết các con cần phải chú ý. Kém vườn nhà Hồng 6 lần. Bài toán hỏi cả hai vườn có bao nhiêu cây vải. Chi tiết các con lưu ý cho cô đó là cả hai vườn có bao nhiêu cây vải. Vậy thì để giải được bài toán, các con nên tóm tắt bài toán và dựa vào bài toán, dựa vào tóm tắt để chúng ta tìm cách giải bài toán nhé. Chúng ta sẽ tóm tắt số cây vườn nhà Hồng là một đoạn thẳng dài và số cây đó là 54 cây. Chia đoạn thẳng biểu thị số cây nhà Hồng làm 6 phần thì số cây nhà Huê sẽ chiếm 1 phần. Như vậy bài toán hỏi cả hai vườn có bao nhiêu cây, chúng ta sẽ biểu thị bằng một cái dấu ngoặc lớn và hỏi chấm cây. Chúng ta đã tóm tắt xong bài toán. Quan sát vào bài toán tóm tắt thì chúng ta thấy được là số cây nhà Huê sẽ bằng số cây nhà Hồng giảm đi 6 lần. Cho nên tìm số cây nhà Huê, chúng ta sẽ thực hiện lấy số cây nhà Hồng chia cho 6, lấy 54 chia cho 6.
Sau khi tìm được số cây nhà Huê rồi, chúng ta sẽ thực hiện lấy số cây nhà Hồng cộng với số cây nhà Huê sẽ ra được số cây của cả hai vườn. Vậy bài toán này sẽ có hai lời giải và hai phép tính. Phép tính thứ nhất là phép tính chia, tìm số cây của nhà Huê. Và phép tính thứ hai là phép tính cộng, tìm số cây của cả hai vườn. Sau đây là bài giải, các con chúng ta cùng tham khảo bài giải. Thứ nhất là lời giải số cây vải nhà Huê có là 54 chia 6 bằng 9 cây. Số cây vải cả hai vườn có là 54 cộng với 9 bằng 63 cây. Đáp số 63 cây. Đây là bài giải. Bài tập số 4, các con chúng ta kiểm tra lại xem là mình đã làm bài đúng chưa. Chúc mừng các bạn chúng ta đã làm bài đúng. Bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con hãy xem và sửa lại nhé. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập và tự học môn toán. Các con thực hiện 4 bài tập. Chúc mừng các con chúng ta đã hoàn thành cái bài ôn tập ngày hôm nay. Những bạn nào chúng ta thực hiện đúng hết các bài tập, có nghĩa là các con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Bạn nào chúng ta làm bài còn sai hoặc là còn chưa đúng ở cái phần nào đó thì các con chúng ta hãy xem lại và sửa lại, rút kinh nghiệm cho những cái bài sắp tới nhé. Cuối cùng chúc các con sức khỏe và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo.